Nhưng mà nói tới tin tức đó, thì chúng ta có một số tin tức rất là thú vị. Đây là một trong những người mà làm chính trị ở nước Canada có tên là Maxime Bernier. Thì Maxime Bernier là một trong những người mà đứng đầu của một đảng thường hiểu đơn giản đó nó gọi là People Party. Thì hiểu đơn giản đây là cái đảng nhân dân đi ở Canada Tony không phải là người sống ở Canada, cho nên thực sự cũng không có rành về tin tức ở Canada, nhưng mà đây là một trong những người mà cũng ra ứng cử và một trong những người mà đã khẳng định cái uh, lòng tin của mình vào Bitcoin ngày hôm nay. Cái bạn thấy được là Maxim Benier ở trên Twitter nói là nhiều người hỏi là ông ta có ủng hộ Bitcoin hay không và ông ta nói là đương nhiên là ủng hộ thì đương nhiên tôi rất là thích cho ông ta một cái uh, trái tim và chúng ta thấy được đó là tình hình thú vị đây đó không có nói riêng về Canada, nhưng mà thú vị ở đây đó, của năm nay đó, nếu như chúng ta nói được là chúng ta tiếp tục thấy sự hưởng thú đến từ những tổ chức đầu tư liên quan tới crypto thì tuy nhiên là có. Nhưng mà cái mà chúng ta không ngờ được từ năm ngoái tới bây giờ đó, đó chính là Bitcoin ngoại trừ đi sâu vào trong thị trường full war, thị trường tài chính như chúng ta thường hay nói tới Bitcoin bây giờ càng hay càng đi sâu vào chính trị Cái bài được là Bitcoin đã trở thành một cái điểm nóng được nói đến khắp nơi Không chỉ riêng là ở Canada mà còn ở quốc hội Hoa Kỳ Còn ở những quốc gia khác nữa là các bạn thấy mới đây đó là Ukraine và El Salvador chuẩn bị có cuộc gặp mặt Và một trong những đề tài lớn sẽ được đề cập đến đó chính là Bitcoin Cho nên các bạn thấy được là càng ngày Bitcoin càng đi sâu vào chính trị thậm chí có một số những cái người làm chính trị bây giờ đó chỉ cần là họ đã ủng hộ Bitcoin thôi thì đã có rất là nhiều người ủng hộ Bitcoin, ủng hộ họ và thậm chí là có rất nhiều công ty Bitcoin bây giờ họ rất là có tiền thì họ có thể kiếm được rất là nhiều những cái chi phí để mà ứng cử cho nên các bạn thấy được là tin bây giờ là Bitcoin ngày càng ăn sâu vào trong chính trị và tôi nghĩ là đây là sẽ điều mà tiếp tục tiếp tục xảy ra cũng giống như chúng ta thấy được tại cái đây vài năm Bitcoin bắt đầu ăn sâu vào thị trường tài chính bắt đầu có những sản phẩm bắt đầu có những ngân hàng ủng hộ vân vân cho tới bây giờ thì hầu như là Bitcoin đã là một phần của tài chính rồi thì sao tôi nghĩ là Bitcoin sẽ là một phần của chính trị và sẽ được nói đến rất nhiều và đương nhiên bitcoin sẽ ở đây và sẽ không đi đâu hết chúng ta tiếp tục nói tới à, tình hình à, thì các bạn sẽ được là có một quốc gia đó chính là quốc gia Hungary thì Hungary ngày hôm nay đó là quốc gia đầu tiên ra mắt bức tượng vinh danh người tạo ra bitcoin Satoshi Nakamoto bức tượng đồng này đó nằm ở trong công viên có tên là Traffic Shop này là được điêu khắc bởi à, hai người điêu khắc gia ở nước Hungary thì có một số bạn hỏi thường đó là bức tượng nhìn thì đẹp nhưng mà họ mô phỏng dựa vào ai thì cái điều thú vị đây đó là bức tượng này đó các bạn thấy được là họ làm một cái khuôn mặt là không có bất cứ một nét gì đặc trưng hết và có một cái áo hoodie đi và các bạn thấy được là cái thân hình thì cũng có thể là đàn ông cũng có thể là phụ nữ tại vì sao tại vì chúng ta không biết Satoshi Nakamoto là ai lột người hay là nhiều người nhưng mà cũng không quan trọng thân nghĩ là đừng nên hỏi Satoshi like tại vì ai cũng là Satoshi người này có thể là bất cứ ai trong chúng ta và tất cả chúng ta đều có thể là Satoshi Nakamoto cho nên chúng ta thấy được là đây là cái sự kiện đã xảy ra ở nước Hungary ngày hôm nay là quốc gia đầu tiên có cái tượng vinh danh một người có cái đặc danh là Satoshi Nakamoto à, chúng ta tiếp tục nói tới những cái thông tin đến từ nhiều nước thì các bạn thấy được là El Salvador thì cái ví Shivo của El Salvador đó, cái ví mà các bạn tải Nếu các bạn là người dân của El Salvador thì sẽ được nhận được 30 đô la bằng Bitcoin đó Thì cái ví này từ ngày 7 Tây, cái ngày mà ra mắt cho tới bây giờ đó đã có 500.000 người sử dụng đăng ký rồi các bạn thấy được là chúng ta chỉ trong thời gian ngắn thôi đã dẫn đến là rất nhiều người đăng ký sử dụng cái ví Shivo họ vẫn tiếp tục đưa ra những chính sách để mà ủng hộ thị trường này và cái thông tin mới nhất mà về thông tin này ở El Salvador đó là nếu như các bạn là một người nước ngoài tới El Salvador mà các bạn có lời từ Bitcoin thì sẽ không cần phải đóng cái thuế thu nhập lời đó. Đó là những thông tin đến từ El Salvador. Chúng ta tiếp tục thấy cái sự phát triển của Bitcoin ở El Salvador. Và đương nhiên chúng ta cũng không có thể nào mà bỏ qua được cũng rất nhiều người bây giờ đó. Chúng ta vẫn còn à, một số người à, quấy rối không ủng hộ Nhưng mà cái số người này là thường nghĩ là không có đông Như là chúng ta đã từng nhiều lần à, nhìn thấy những cái à, hình ảnh á, Thì khi mà chụp đó các bạn thấy được rất đông Nhưng mà khi các bạn zoom ra thì các bạn thấy được là không có bao nhiêu người hết Ở đây đó là một cái video các bạn thấy được là phần lớn là người ta tới đi quay phim mà thôi Nhưng mà những người mà thực sự là không ủng hộ đó là có bao nhiêu người Chúng ta cũng không biết Chúng ta chỉ biết được là ở El Salvador bây giờ đã là sự thật Đó chính là Bitcoin đã trở thành tiền tệ hợp pháp Và cái ví civil ngày lại càng được nhiều người và nhiều người tải và sử dụng Chúng ta bây giờ hãy nói tới Hoa Kỳ đi Thì Canada chúng ta mới vừa nói tới đó, Thì ngoại trừ thông tin liên quan tới có cái nhà uh, chính trị gia ở Canada ủng hộ crypto ra Chúng ta cũng đã biết là Canada đã có Bitcoin ETF rồi Thường nhớ là hình như cũng đã có luôn Ethereum ETF nhưng mà Hoa Kỳ vẫn chưa có Và Hoa Kỳ bây giờ đó Là chúng ta có rất là nhiều Những cái quỹ đầu tư Họ đã nộp đơn để có được một Bitcoin ETF Gần đây nhất là cái uh, Cuộc họp riêng giữa công ty Fidelity Và SEC Ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ Tại vì Fidelity đó, họ không có được vui lắm Khi mà SEC cứ delay Cái việc là chấp nhận Một cái Bitcoin ETF Và SEC lại nói là có thể là sẽ có Một cái Bitcoin ETF uh, Thông qua những cái uh, Công cụ hợp đồng tương lai trước nhưng mà công ty Fidel thì lại không nghĩ như vậy. Công ty Fidel nói là chúng ta không cần phải có một cái Bitcoin ETF dựa theo hợp đồng. Chúng ta có thể là có Bitcoin ETF trực tiếp. Thì bây giờ đó à, chúng ta thấy được là những cái đề xuất Bitcoin ETF mà gần nhất sẽ được duyệt. Đó chính là chúng ta thấy là có tổng cộng là 5 cái đề xuất trong tháng 10 này. Chúng ta sẽ biết một là họ à, tiếp tục là chấp nhận hay là họ sẽ đẩy lùi lại Chúng ta thấy được là ProShare, Invesco, Vanek, Valkyrie và Galaxy Đây là những cái Bitcoin ETF mà sẽ được duyệt trong những ngày như là ngày 18 tháng 10, 19 tháng 10, 25 tháng 10 và ngày 1 tháng 11 Đương nhiên SEC đã có quyền trì hoãn và kéo dài thời gian Cho nên chúng ta thấy được là tháng 9 này thì không có cái quỹ nào hết Tháng 10 chúng ta sẽ có một số những cái quỹ đầu tư Mà có thể là được Bitcoin ETF thông qua Đây là những ngày sớm nhất mà chúng ta có thể có được một cái Bitcoin ETF Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà chia sẻ một cái bài phỏng vấn đi Mà thường cảm thấy là rất là thú vị Thường đã chia sẻ trên những mạng so với các bạn Đó chính là một cái bài phỏng vấn giữa Isaac Jackson ở trên Fox Business Thì bài phỏng vấn này nói những gì? Bài phỏng vấn này nói đó là như Satoshi đã nói, đây là những lời nói của Isaac Jackson. Thì uh, Isaac Jackson nói là như là Satoshi đã nói, nếu như bạn vẫn không hiểu ở thời điểm này, tôi không thể giúp bạn. Bitcoin đã đi từ một giao thức ít người biết đến, được gọi là thuốc diệt chuột, nó được gọi là đồ sưu tầm, nó được gọi là lừa đảo, nó chỉ dành cho tội phạm, nó chỉ dành cho những người mà lập trình cho bóng tối, cho đến một ngày cả một quốc gia sử dụng nó như là một loại tiền tệ chưa bao giờ có lịch sử nào trong cuộc đời của bạn hay cuộc đời của cha mẹ bạn hay cuộc đời của ông bà bạn chứng kiến một loại tiền mới được hình thành từ một giao thức cho nên nếu như bạn vẫn không tin ở thời điểm này thì hãy đứng bên ngoài thậm chí đừng có quan tâm hãy đứng bên ngoài và theo dõi một thị trường tiền tệ được tạo ra và cả thế giới bỏ rơi bạn rồi để sau này bạn phải giải thích như thế nào cho con của bạn, tại sao bạn chứng kiến sự chuyển giao tài chính lớn nhất của thế giới và bạn đứng đó mà không làm gì cả. Đây là cái lời phản biện của Isaac Jackson ở trên Forbes Business khi mà ông ta được hỏi một số những cái câu hỏi liên quan đến cái tương lai của Bitcoin thì đây là lời phản biện của Isaac Jackson, tôi cảm thấy là cũng rất là hay cho nên tôi muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn nghĩ sao? Thì bạn hãy comment ở bên dưới. Chúng ta bây giờ hãy nhìn chung thị trường ngày hôm nay đi thì chúng ta thấy được là hôm nay có màu đỏ nhưng mà phần lớn màu đỏ thì không có đậm lắm có nghĩa là phần lớn những đồng chỉ là giảm xuống một phần so với ngày hôm qua mà thôi giống như là Bitcoin Ether chỉ giảm nhẹ so với cái giá của ngày hôm qua nhưng mà cũng có một số đồng như là Avalanche, uh, Adam, Luna, Algo Đây là những đồng mà có sự tăng trưởng mạnh ngày hôm nay chúng ta thấy là chúng ta nhìn vào những cái đồng lớn ở trên con đi thì uh, Bitcoin trên Coinbase thì trong vòng một ngày qua giá cả cũng giống nhau mà thôi. Ethereum cũng như vậy, không có xuống nhiều. Cardano xuống 1,5%, BNB xuống 1,4%, chủ yếu cũng không có gì gọi là đặc biệt. Solana thì tiếp tục có cái sự đi xuống 3,8% từ hôm qua, bây giờ là 148 đô, xuống 21% trong vòng 7 ngày qua. Nhưng mà ngược lại, Polkadot thì lại tăng 21% trong vòng 7 ngày qua. Giá hôm nay hôm qua cũng gần như giống nhau. Nhưng một số những đồng mà tăng trưởng mạnh như là Avalanche tăng 11,8% ngày hôm nay thì tại sao mà Avalanche sẽ tăng như vậy và hôm nay đã lập cái đỉnh mới tôi nhớ là cái đỉnh mới đó là khoảng chừng là 68 đô cái đề tiếng đồng hồ thì tại sao lại tăng tại vì Avalanche đã kêu gọi được thêm tổng cộng là 230 triệu đô la theo cái cách là họ bán cái token của họ và những công ty mà chăm vốn trong đợt này là ai cho cái dự án Avalanche này đó chính là những công ty như là công ty đầu tư Singapore 3 Arrows Capital Công ty Polygen, uh, Công ty R Crypto Fund, Dragon Fund, CMS Holding, Collapse Plus Currency, lvna Capital Và một số những cái nhà đầu tư khác mà không có để tên ở đây Thì tại sao họ lại mua cái token này và châm thêm 230 triệu đô la này Và cái số này đó dùng để làm gì? 230 triệu này dùng để làm gì? Thì dựa theo tài liệu đó thì chúng ta được là cái quỹ phát triển Avalanche, Avalanche Foundation nói là họ sẽ dùng cái số tiền này đó để thúc đẩy cái sự tăng trưởng mạnh về thị trường DeFi NFT của cái dự án Avalanche này và họ có thể dùng một cái phần của con số này đó là khoảng chừng là 180 triệu đô la để cho thúc đẩy cái việc mà đào tính thanh thoảng đó các bạn có đã biết là những cái dự án mới khi mà họ hình thành giống như là một cái sàn DAX đi, một cái sàn DeFi đi thì họ cần người ta tham gia vào để mà cung cấp tính thanh thoảng nhưng mà người ta tham gia vào khi mà có lợi nhuận mà thôi để cung cấp tính thanh thoảng cho cái giao thức đó thì đương nhiên lợi nhuận nó cần phải có người bỏ tiền ra đây mà trả thì họ sẽ để riêng ra khoảng chừng là 180 triệu đô la để mà trả thu hút những người đến cung cấp tính thanh thoảng cho hệ thống DeFi của họ có thể thấy được là cái số tiền này họ sẽ dùng để mà thúc đẩy sự phát triển mạnh của DeFi và NFT cho nên sau khi mà thông tin này được công bố đó thì Avalanche đã đạt cái định mới ngày hôm nay. Đây là thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới Avalanche. À, chúng ta bây giờ hãy nhìn vào Ethereum đi. Thì ngày hôm nay đó, Ethereum đã đốt đi là tính tới ngày hôm nay từ lúc mà có cái giao thức EIP-1559 được kích hoạt đó thì đã có tổng cộng là 350. Là 8.627 Ether được đốt đi Có nghĩa là khoảng chừng là 1 tỷ 50 triệu đô la Tính theo đô la Thì các bạn thấy được là con số đốt đi nó rất là kinh khủng Các bạn thấy được là tại sao là nhiều à, cái số lượng Ether đốt như vậy Tại vì cái số lượng giao dịch của Ether vẫn còn rất là cao trung bình các bạn thấy được là cái tình hình này đó là trung bình cái thời gian là 3 tháng qua là khoảng 1,2 triệu giao dịch ở trên mạng lưới của Ethereum. Đây là con số rất là đáng kể và chúng ta thấy được là 1,2 triệu giao dịch trong một ngày mà liên tục 3 tháng qua là cái con số dẫn đến tại sao mà chúng ta thấy là có quá nhiều Ether bị đốt đi Tại vì càng nhiều dịch thì càng đốt nhiều Tại vì cái nhu cầu cao ở trên mạng lưới của Ether mặc dù là cái chi phí đã rất cao Và chúng ta nhìn vào cái trang web Watch the Burn đó, thì cái số lượng đốt đi này Tình hình bây giờ đó là cái phần trăm giảm đi lạm phát của Ether là 53,85% Có nghĩa là đối với lại cái số lượng Ether đốt đi theo tốc độ hiện tại đó thì tương đương với lại Bitcoin halving Tại Bitcoin bình là hiện tượng xảy ra khoảng chừng là mỗi 4 năm Dẫn đến là cái số lượng Bitcoin ra đời mỗi một lóc bị giảm đi phân nửa Có nghĩa là cái phần trăm lạm phát giảm phần 50% Bây giờ Ether đạt con số còn cao hơn con số đó nữa là 53,85% Đây là tình hình của Ethereum Và chúng ta tiếp tục thấy cái hiện tượng gì Chúng ta thấy được là cái hiện tượng là Ether tiếp tục và tiếp tục bước đi trên sàn vì nhiều lý do có thể là họ dùng ether để mình tham gia vào những cái ứng dụng defi có thể là họ lóc lại trên những cái ứng dụng à, phi tập trung hay là họ có thể là dùng ether tham gia vào staking 2.0 Tình hình bây giờ là các bạn thấy được là nhiều ngày liên tục Ether rời khỏi sàn nhưng mà trong vòng thời gian là hai ngày vừa qua thì có thêm một ít Ether nạp trên sàn nhưng mà cái số lượng không nhiều. Tình hình chung là Ethereum các bạn thấy được là rất nhiều ngày là cái thanh này là chỉ xuống nghĩa là phần lớn chúng ta thấy được là rất nhiều ether rời khỏi sàn nhiều ngày liên tục dẫn đến là cái số lượng ether tiếp tục và tiếp tục bước đi trên sàn đó là thông tin liên quan tới ether một thông tin khác nữa cũng liên quan tới ether đó chính là cái nơi đạp chiếu phim amc thì rạp chiếu phim AMC này nó nói là họ sẽ bắt đầu chấp nhận cho mua cái vé xem phim đó và họ sẽ chấp nhận những đồng như là Ether, Uh, Litecoin, Bitcoin Cash. Nhưng mà khi mà họ nói chấp nhận đó thì không phải là các bạn tới đó rồi các bạn sử dụng Bitcoin hay là crypto để mà mua. Nhưng mà khi các bạn tới đó đó không phải là các bạn sẽ tới đó để mà dùng ether hay là Litecoin hay là Bitcoin Cash để mà mua mà các bạn sẽ mua trả qua trên mạng cũng là các bạn thanh toán trên mạng trước. Sau đó các bạn in ra cái vé các bạn là mới tới rạp chiếu phim. Thường thì lâu rồi không có tới rạp chiếu phim nhưng mà Thuận thì không biết là có bao nhiêu người thực sự sẽ dùng Ether, Litecoin hay là Bitcoin Cash để mà mua cái vé xem phim thứ nhất là nếu các bạn lưu trữ những đồng này thì đương nhiên các bạn có lòng tin vào tương lai thì cái vé xem phim này có thể là sẽ rất đắt sau này khi mà giá cả tăng thứ nhì nữa là cái phí à, trên mạng lưới của Ether thì thực sự là không có rẻ thì à, làm sao mà có thể sử dụng được như là dùng để thanh toán để mà mua vé xem phim nhưng mà có thể là thuận nói sai có thể rất nhiều người muốn sử dụng như là tiền tệ nhưng mà đối với thuận thì đây chỉ là một trong những cách để giống như là thu thêm cái sự hứng thú đến với công ty của họ mà thôi giống như là các bạn thấy được là những công ty bây giờ đó họ tuyên bố là họ mua nft hay là họ lưu trữ crypto hay là họ đưa sản phẩm crypto đó có thể là họ không có thu nhập nhiều từ cái mảng crypto nhưng mà khi mà họ thông báo như vậy thì bây giờ là cái thời điểm mà nhiều người quan tâm đến crypto thì đương nhiên sẽ dẫn đến là nhiều người quan tâm đến công ty của họ cũng như là các bạn có thể là một người lập pháp mà ít ai biết đến nhưng mà chỉ cần là các bạn ủng hộ crypto thôi thì ai cũng biết đến giống như là các bạn thấy được Cynthia Lumis hay là những cái nghị sĩ khác như Tom M chúng ta đã từ từ quen những cái tên này tại vì sao? Tại vì họ ủng hộ crypto dẫn đến là nhiều người biết đến họ tại vì đây là một trong những cái đề tài rất là nóng bỏng AMC là một những công ty mà được rất là nhiều những cái lợi ích đến từ cái hiện tượng meme investing có nghĩa là sao cái hiện tượng mà chúng ta thấy liên quan tới GameStop đó mà đánh những cái short squeeze năm vừa rồi thì AMC là một chuyên công ty cũng đã được hưởng lợi từ đó và bây giờ họ cũng muốn đi thêm một bước nữa là chấp nhận crypto nhưng mà thường nghĩ là đây cũng chỉ yếu là nó có cái giá trị quảng bá mà thôi chứ còn họ cũng không có nghĩ là người ta sẽ thực sự sử dụng Ether, Litecoin và Bitcoin Cash đâu Các bạn nghĩ sao thì hãy comment ở bên dưới Và đây tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và những bạn nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội cũng nên theo dõi bằng cách ta bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin chính thức như là Telegram channel, Facebook hay là Twitter. Cũng như là những bạn nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái ưu đãi như là các bạn có thể được giảm 20% với giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là các bạn có thể tìm hiểu những cái bonus như là tham gia vào sàn Bybit hay là các bạn cũng có thể tham gia vào sàn Passing Moon XBT. Các bạn tham gia vào hai sàn này đó, có thể bấm vào cái link màu vàng trên màn hình để có thể tìm hiểu những thông tin liên quan tới group tính thị truyền miễn phí cũng như là những mà nào mà muốn tìm hiểu những bonus khác có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Ascendex, uh, sàn Fire Global hay là sàn Fear Hub Tất cả những cái thông tin đều nằm trên màn hình và những cái bonus liên quan Và những bài nào mà sống ở Hoa Kỳ đó mà thích giao dịch altcoin thì cũng có thể tìm hiểu những sàn Như là sàn Coinbase hay là sàn Binance US Đây là cái sự lựa chọn như nhiên bạn nào mà sống ở Hoa Kỳ mà thích giao dịch altcoin Cũng như những cái dịch vụ như là các bạn có thể tìm hiểu là dịch vụ BlockFi đây là dịch vụ lending có lãi có thể nhận được bonus lên tới 250 đô và crypto khoan đây là dịch vụ hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on chain mà chúng ta thường hay sử dụng một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn